Đấy đấy, con này to. Úi xời ơi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Đấy anh em nhìn chưa? Đây rồi. Đấy đấy rồi. Đây rồi. Đấy đấy rồi. Đây rồi các bác ơi. Đây rồi. Ui cậu không lên. Ui dồi ôi. Ui cái gì vậy? Ui dồi ôi. Ui cái gì vậy? Ui dồi ôi các bác ơi. Hi, xin chào 500 anh em. Các bác có nhận ra điểm này ở đâu không? Đây vẫn là cái cánh đồng các bác ạ. Hôm nay anh em ta lại đi về ngắm phao. Ngắm phao đơn, phao đài. Hôm nay không ngắm phao lục nữa. Các bác thấy cái chỗ này ấy, ngày xưa nó rộng lắm. Đợt em cào nó rộng lắm. Bây giờ bèo mẹ các cây cỏ nó nan hết rồi. Ồ, kìa con rô phi chết các bác kìa. Khéo này người ta đi kích mất rồi cơ. Đây là tổ phi chết nổi này. Những điểm nào em đến câu thì thường thường là anh em nó biết đó, hay kích cũng rất là sợ. Ở đây chắc là em thấy có mấy cái thong này thì nó rộng nhất. Đấy cá nó hay đang ngớp đấy anh em nhìn nhé. Cá nó hay từ trong chân bèo đang ngớp mà đó, thì anh em ta câu ở chỗ này. Chỗ này nó gần mấy cây quay phao rất là đẹp các bạn ạ. Quay phao cực kỳ đẹp luôn. Anh em ta câu sẽ ngay ở trong cái này luôn nhá. Mồi câu đây là tép. Tép hôm nay thì vẫn là cái tép ở trên đồng người ta giấm được anh em ạ. Vừa ươn, cái này là cứ phải ươn ươn thiêu thiêu thì cá mới phải. Còn đồ xào ổ thì sẽ có đây. Còn anh em xào ổ thì đây, còn đây là kính tô đồng mà em hay xào các bác này. Loại này xả cá nhanh vào mới tụ được. Ở đây là chắc là khoảng đánh cây 2m7 em nhỉ. Chỗ đánh 2m7 là vừa đấy. 2m7 hoặc 36. Ở đây 36 đi nha. Ở chỗ này thì sẽ đánh phần 36. Hôm nay em mang mấy cây 4m5 đi. Chỗ nào phải tháo cái đốt gốc này ra. Tháo một đốt gốc này ra xong rồi đánh bằng đốt thứ 3 rồi lên. Hôm qua thì em cũng làm cái trục rồi nhưng mà chưa buộc. Em nghĩ dây cho buộc ngắn thì các bác ạ. Dây tầm này. Buộc ngắn kéo cho nó phê. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Đấy anh em nhìn chưa?
Các bác nhìn chưa, con này to này cơ mà. Trời. Các bác nhìn chưa? Này. To nó phải thế này rồi, mút phan mất hình luôn. Vàng khè. Này. Đó. À, các bác nhìn nó gần ngang cái cổ tay của em đấy. Lúc giật lên thì không nhìn thấy nó không to lắm, nhưng mà xó cổ tay các bác nhìn chưa? To đấy, không bé đâu. Cho vào đây. Khéo 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 khéo. Đây. Cho thêm tí nước. Cái dòng cá rô này mình nên cho thêm một ít bào vào để cho nó đỡ bị sợ ấy, ở chỗ trú nên sẽ không dậy. Rất là yên. Này, to chưa? Phê chưa các bác? Con này nấu canh rau cải ngon lắm. Đấy, con này to. Ôi trời ơi anh em ơi. Các bác ơi. Con này gọi siêu đô đồng anh em ạ. Đừng. Đấy. Rồi các bác ơi, to chưa? Ừ, nó hơn rạch. Wow. Các bác ơi nhìn to chưa, phê chưa? Phải nói là quá đã luôn anh em ạ. Cái loại này thì ăn thì tuyệt vời. Trời ơi, ăn gì to thế. Phê quá anh em ạ. Này, cứ một con tôm này và con cá này quá tuyệt vời luôn. Đấy rồi các bác ơi, đấy rồi. Ui, cậu không lên. Mày. Phô. Úi trời, rô này, bỏ anh em xem. To nhờ các bác nhờ. Đây, các bác phải nhìn mấy cái dép của em này. Đấy, so với cái dép cỡ 42 đấy. To quá. Trời ơi, đã còn to luôn. Con này nó xấu quá các bác ạ. Chết rồi. Anh em ơi, con này nó xấu quá.
to thế này mà. Cái này không biết làm kiểu gì đó giờ nhỉ. Để em thể chọc cho mất ra. Lại, anh em ơi, con này của nó là khiếp khủng luôn. Chắc là con này con to nhất từ bé cho em câu được. Về cái ngành câu đầu. Làm gì mà to vậy mày? Sợ thật. Hôm nay con hoa khủng với các bác này. Thôi đợi vào, câu tiếp ạ. Run tay đấy. Đấy. Ui, quả đẹp thế chuột nhỉ. Ui, đẹp thế chuột. Đúng rồi, có thể chuột nhỉ. Đấy rồi, đây rồi anh em ơi, đẹp quá, con này to đấy, mẹ, này con này đẹp chưa, ăn mồm dưới này, có thấy phê chưa, rút phao quá đẹp, quá đẳng cấp. Ở đây là nó có con nó vào phá lắm anh em ạ. Em đi nhấp thử mấy cái lỗ ở đây xem thế nào. Đấy, cá nó dẫy kìa. Kia nhiều cá con quá. Đây, anh em ta giờ đi nhấp thử mấy cái lỗ này. Ở cái ổ kia nó nhiều áo con quá anh em ạ. Thả xuống cái nó tỉa lôi mà giật không dính. Hôm nay em lại câu lưỡi to để bắt cá to. Không muốn bắt mấy con đánh con ấy. Mấy lỗ này yên lắm. Đây, anh em ta nhấp vào thử mấy cái khe này, cá nó hay nấp vào đây này các bác này. Rìa bèo này. Nó tội là mà mồi nó không xuống ở dưới đây. Mồi không xuống rồi. Rồi, ok.
Úi dồi, úi lắm rồi anh em ơi. Trời ơi. Úi anh em ơi. Phê chưa, phê chưa. Con này to nhỉ. Lốt hơi sâu nhá. Úi dồi. Để cỡ ra con này nốt hơi sâu. Vàng tươi luôn. Đây, anh em nhìn này, nó vàng tươi luôn. Quên hôm nay em lại đi em không cầm cái cây che chọc đi. Khả năng ra đấy. Ok. to quá này các bác nhìn này, to chưa đấy. Đây phải chỉnh nuôi cái hạt chì nuôi xuống thì mới thả nó chuẩn được. Rổ to thật. Vướng thế nhỉ? Đây rồi anh em ơi. Úi dồi. Úi dồi ôi anh em ơi. Đấy các bác ơi. Nó mút quả đẹp quá. Úi anh em ơi, rô đồng này. Phê chưa, phê chưa. Đây rồi. Đấy, con này to các bác ơi. Hàng đẹp rồi anh em ơi. Đây các bác ơi. To chưa? Mẻ mút này. Wow. Đầu của nó đấy các bác ạ. To của nó đấy anh em ạ. Đấy, vào đây, vào đây. Này gặp toàn hàng khủng. Nhấp mấy cái lỗ này lại nhanh nhé. Hôm nay mấy con tép này hơi to anh em ạ. Phải cắt làm đôi. Lưới. Đẹp luôn. Rồi rồi. Đấy rồi anh em ơi. Các bác ơi, con gì đây? Đây. Hôm nay em hốt của rồi. Này hốt của đây các bác ạ. Ok luôn các bác ạ. À. Này cắm đầu thế. Này mày dậy đi. Cái lỗ này nó khó đút quá. Úi dồi ôi, ui cái gì vậy? Úi dồi ôi, ui cái gì vậy? Úi dồi ôi các bác ơi. Úi dồi ôi. Cái gì vậy? Con này con gì đây anh em ơi? Trời ơi. Ủa, anh em ơi, con này con gì vậy? Cầm cẩn thận các bác ơi. Ai à. Ôi dồi ôi. Ôi trời ơi các bác ơi. Phải. Ôi cha mẹ ơi anh em ơi. Con cá rô này. Ôi dồi ôi. Này, em tụt xuống cái ruộng. Em tụt cái ruộng này. Em ơi, con cá rô nó bằng cái rép.
Ôi hôm nay đánh phê quá anh em này. Sợ thật. Đã quá. Anh em tiếp tục. Vứt cẩn thận nó lại cắm vào tay cơ. Ấy ấy. Áo à. Nó cắm mấy vào tay em chảy máu các bạn ơi. Đau quá. Nhưng mà vui. Đau nhưng mà vui. Cái này mà cứ đau cái này em đau được mãi các bác ơi. Để rồi mày ấy bự rồi các bác ạ, bự ai ai lại cắm đầu thế mày. Hót của rồi anh em ơi, vào đây quá là phê luôn. Xem nào, 5 giờ đấy anh em ạ. 5 giờ bây giờ mới thu đồ về nhà, chắc 6 rưỡi đấy. Nhà em nó cách ở đây em không phải 4 mấy cây. Chuyến đi xa. Nhưng mà hôm nay thì không phải chê về chất lượng nữa rồi anh em ạ. Má em vừa này. Má năm nay giật cái con rô phi này, à cái con này mà như thì quái luôn. Để cho anh em cái con này lúc em dập nó đúng là thủy quái. Thì bán cho mình chứ những con rô đồng nào nó to này. Thôi, hai con to nhất kìa. Rồi các bác ơi. Rô tự bé thì em chứ những con rô đồng nó to này. Kinh thật. À chưa câu được, con nhìn nhiều rồi mà chưa câu con nào to này. Kiếp thật. Anh em ơi, những chú rô đồng khủng khiếp. Rồi. Các bác nhìn là những chú rô đồng khủng khiếp chưa? Để nói cái khủng tởm. Đã mà toàn con to như thế này các bác bảo phê không? Quá đã luôn. Đi câu rô đồng này bảo sao mà anh em nó không hiện cho được. Cái lúc em giật mấy con này mà nó víu thì nói các bác là cong tít lù lù cần luôn đấy. Con to nhất là con nào ấy nhỉ? Con to nhất em nhớ thì nó có một con to hẳn đấy. Con này phải. Là con này bình thường. Chắc là con này. Ừ con này. Chắc con này con to nhất. Này toàn hàng khủng thôi anh em, con nào cũng to luôn. Này ít gặp các con. Ồ. Này về anh em nấu canh rau cải, cái cải đắng đắng ấy, ăn ngon lắm. Loại này chỉ nấu canh rau cải em thấy là ngon. Rán thì chỉ rán cái bọn cá bé bé đó các bạn. Cái loại bé bé mà ăn được cả xương thì em còn thích ăn, chứ loại to này chỉ có nấu canh thôi. Ôi. Phê thật. À anh em tao đếm được khoảng bao nhiêu con to nhá. 2 này, 4 này. Cho là hơn chục con to. Còn những con kia thì nó cũng rõ rõ đấy, không phải là bé đâu. Nay con mới được mấy con nhỏ nhỏ thì em thả đi rồi. Đồ bắt độc con to. Này, cho tí bào nó đỡ dậy. Phê thôi.